rồi, thế là dính đít rồi. Đấy, cái thằng xe đen trắng này này, đấy. Đấy, đấy, đi yên tắt rồi, đít xe nó. Thế là lộn một phát. Ừ, đi ngu. Sao đang đi đường rẽ hả bố? Đi đặt sang. Đặt đầu cái xe này, đâm vô phát. Đoạn đấy. Ôi trời ơi, cắn dữ à, cắn dữ. Ôi trời. Kìa bé. Trong vụ này ai là sai? Xe mình đang chạy là xe công, xe container đó, xe container sai hay là chiếc xe taxi này sai? Mấy anh em cho em hỏi thứ ơi nha, mấy em quan sát cho kỹ thứ ơi.